là cái tế bào này nè thì tỷ lệ bắt màu giữa nhân và bào tương nó rõ hơn, còn lại cái con này á, thì là nó không có rõ bằng, hoặc là thậm chí có bạn nói là con này thì nó không có nhân, con nào cũng có nhân hết ngoại trừ con hồng cầu là không có nhân. Nhưng các bạn tưởng tượng đi, giống như là cái trái cam nha, cái trái chanh, nhà bếp mình làm chanh nếu có cái cuống ở trên đây thì khi mình cắt ngang thì chắc chắn cả hai nửa trái chanh đều có những cái hột nằm xung quanh cái cùi, chịu không? Nhưng mà do cái này cô đang nói là nói trái chanh có hột á, chứ không phải nói chanh không hột nha. Rồi bây giờ đứng như vậy thì hột nó đang nằm ở cái đám này, chịu chưa? Nhưng bây giờ các bạn đi ăn phở thường thì người ta cắt như vậy nè, thì người ta cắt chưa tới cái hột ở phía trong, cho nên cắt như vậy thì bạn sẽ không thấy hột, hoặc là cắt sâu vô một chút nữa thì sẽ dính nửa cái hột, chứ không được một nồi chi chít hột. Cái này cuộc sống ngoài đời là mấy đứa đã hiểu hết rồi, thì mình ứng dụng vô đây. Cái con nào và cái tế bào mà nó có một cái nhân nằm ở giữa như vậy, còn cái này nhân cũng mấy bên nè, rồi có khi mình thấy là không có cái nhân nào luôn, kệ nó, là do nhát cắt mà thôi. Cái chuyện nhát cắt từ nãy giờ cô giải thích cũng rất là nhiều lần, nhưng mà có vẻ như nó hơi bị mệt đối với mấy bạn. Thì học môn các bạn phải để ý cắt dọc và cắt ngang, cắt xiên cho ra những hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Giống như cái bài gia thì ở trong cái năng long tuyến mã trong sách của cô thì đang là cắt dọc, cho nên bạn thấy tự nhiên cái nó đi xuống ở trên đây là da nè, cái nó đi xuống gì cái là năng long cái tuyến mã nó bám vô, còn cái hình các bạn chụp được đó là cắt ngang đây nè, cho nên là không có thấy cái đường này, tự nhiên thấy năng long tuyến mã nằm ở đây lần chừng, cho nên các bạn nói ủa sao nó không giống, là tại vì mình đang cắt ngang. Hồi nãy mình cắt dọc thì mình mới thấy cái ngã ba đi xuống, còn giờ mình cắt ngang đây thì nó không có cái ngã nào hết, nó nằm lửng chỉnh ngay đây, chỉ có tưởng tượng thì nó sẽ ra. Rồi các bạn thấy tỷ lệ bắt màu, nói chung là cái này nhân rõ, cái này nhân cũng rõ, tưởng tượng các bạn nói gì đi thì cô cũng ok. Nhưng cái vấn đề ở đây á là cô muốn các bạn hiểu để khi vô thi mình sẽ không có bị lộ một cái nào rõ cái nào không rõ, nó rất là rối. Mà cô quy về cái chuyện cũ ngày xưa bạn học cấp 3, cấp 2 gì đó là giấy quỳ tiến có bắt màu axit và bắt màu vàng, thì cái chuyện đó nó nằm trong đầu mình quá lâu rồi. Bây giờ hỏi là quỳ tiến mà bắt màu axit ra màu gì thì đứa nào cũng biết, màu gì nè, đất đỏ hồng hồng gì đó không biết, thì mình đây nó không có ra màu đỏ thì đó là màu axit đó, thì nó đã đỏ như vậy đó, nó hồng hồng đậm đậm như vậy nè. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhớ lại cái kiến thức cũ, màu axit là màu đỏ, màu baza là màu gì, xanh xanh tím tím gì đó tôi cũng không biết luôn, thì đây nè thì nó ra cái màu là như vậy, như vậy nó đậm đậm hơn. Thì giờ mình cứ coi như ở đây là hồng hồng, ở đây là tím tím gì đi, thì khi mình nhìn vô cái lam này mình sẽ thấy là màu hồng hồng ở đây chính là đỏ đỏ, thì đó là tế bào ưa axit, còn lại cái màu mà tối tối tím tím sẫm sẫm kia thì là ba, thì tế bào đó là tế bào ưa ba, được chưa? Vậy các bạn sẽ không có lộn nữa, tại vì cái này nó nằm trong đầu các bạn rồi, biết chắc chắn rồi, kêu ăn cơm thì là cơm chứ không thể nào cộng bún được rồi à, thì nó khác xa lắm. Vậy thì đừng có để ý cái tỷ lệ màu này nữa, cái tỷ lệ màu này tùy theo thuốc dụng cô, không nó đậm hay là lợn nó sẽ cho ra một cái màu khác là khác nữa. Còn cái thằng này hay là thằng này, có thể cắt qua nhân, có thể là không qua nhân, hay là thằng này hay là thằng này, nhìn có giống một trong hai cái màu hồi nãy không? Không, vì nó là kỵ màu, kỵ mà tôi không theo thằng nào hết, tôi không theo thằng đỏ, tôi không theo thằng tím nữa, bên chập bên chờ vậy đó, thì thằng đó là tế bào kỵ màu, nó có bạn lộn kỵ máu chứ bớt nha, rồi kỵ màu nè đó, thì cái đám này giờ mình nhìn là mình thấy nó không có giống ai chưa,
Nhưng mà thật ra trên đề của cô chỉ cho thằng này là cơ bản, còn thằng này thật sự là nó cũng hơi khó nhìn. Nhưng mà nếu cô có cho thì cô cũng cho một trong hai cái slide này, hình này luôn, chứ không có cho slide khác. Cái slide mấy bạn chụp đưa cho cô, chờ cô bắt căng con mắt ra cô nhìn cũng chưa có ok nữa. Đây nè, thằng này là kỹ màu nè. Còn cái thằng này đó, nó dù nó không có rạch ròi lắm nhưng mà mình nhìn thấy cái màu này rõ ràng là màu gì? Màu đó rõ rồi. Còn cái thằng này là thấy cái màu này khác hẳn chưa? Đó. Nè, một cái màu thì hồng hồng, còn cái màu này khác nè. À, này cắt không qua nhân, tự nhiên cắt không qua nhân cái mình nói thì làm cho mình thấy mình số mình chụp quá trơn quá kỳ quá, nhưng mà thằng này thì chắc chắn thi đường này rồi, quá ok. Rồi nè, còn thằng này là cái mẫu khác này nè, xong ha. Và cấu trúc ở đây đều là thủy trực tiếp nhiên hết, mình không có thi cái thủy sản tiếp nhiên. Rồi một cái rất đơn giản đó là tuyến giáp, thì cái tuyến giáp này hồi nãy cũng có người hơi bị nhầm nha. Thì cái tuyến giáp á, cái này cơ quan này cơ quan tuyến giáp, còn cái này là một nang tuyến giáp, cái này là một nang tuyến giáp. Chất keo là thằng đỏ đỏ này nè, cho nên cái thằng này nè có bạn nghĩ là mạch máu, không có phải. Cái này là chất keo thay vì nó tràn ra tới đây nè, nhưng do trong quá trình mình dụng thằng này nó bị co lại cho nên nó mới lòi ra hai cái khoảng trắng trắng này thôi. Cái khoảng trắng này là không phải là mạch máu, mà là nếu mà là mạch máu thì nó sẽ phải nằm ở ngoài mấy cái nang đó. Cô nói ví dụ cái này là một nang này nha, rồi cái này là một cái nang khác nè, đây một cái nang khác nữa nè, thì cái mạch máu là cái thằng lòn lòn ở chính giữa này nè. Nhưng mà thật sự cái mạch máu nó rất là nhiều mà hơi bị khó nhìn, cho nên là đề thi của cô thì cô chưa có cho. Rồi bây giờ các bạn thấy cái con tế bào này nè, nó dẹp lép luôn, cái chỗ này nó cũng dẹp lép luôn, thì các bạn sẽ lộn thì cái này là mạch máu. Nhưng thực tế những con tế bào mà dẹp lép này nè, các bạn thấy nè, nó vẫn nằm trên cái nền của cái nang tuyến giáp, dẹp không? Thằng này là do ít hoạt động trong quá trình, trong cái đời sống của nó, thì từ từ khi nó phát triển lên nhiều thì nó hoạt động nhiều lên, thì từ từ mấy cái con này trở nên thành hình khối vuông. Đầu tiên thì nó dẹp, nó cũng giống như cái nang trứng nguyên thủy với nang trứng sơ cấp sau này mình học á. Nguyên thủy là nó dẹp lép và từ từ nó cao lên cao lên cao lên, và khi nó cao lên như vậy thì các bạn thấy cái nhân nó làm sao tròn nè, nó cao lên rồi thì những cái tế bào này sẽ nó sẽ tròn lên. Chỗ này thì mình ít thấy cái con tế bào nang tuyến, tại vì cô đưa ra đây là để cô lấy mấy con này nè là tế bào cận nang. Thì con tế bào cận nang này mình coi ở cái hình này thì mình sẽ thấy nè, tế bào này có thể nó dẹp nha, và có thể nó cao lên cao lên cao lên nè, cao lên rồi thành hình khối vuông, thì cái nhân nó tròn như thế này. Còn cái con này là dẹp lép. Cái con dẹp lép hồi nãy á, mình nhìn thấy á, là nó nằm trên cái thành này. Ví dụ con này nó cũng còn đang hơi dẹp dẹp nè, nhưng mà nó là con tế bào nang tuyến nằm trong cái thành của thằng này. Còn cái thằng này là nó nằm ngoài rồi, hiểu chưa? Mà nó nằm ngoài rồi thì thằng này là thằng mạch máu nè. Như vậy nó nói là dễ nhìn chứ thật ra không có dễ nhìn đâu. Còn bên đây dẹp lép nữa nè, thì cái thành tế bào nội mô này, cái mạch máu nó dài như nè, được chưa? Nhưng cái thằng này thấy nó dẹp dẹp chứ nó vẫn là trên cái thằng này nè. Còn cái thằng dẹp này thì nó lại nằm ngoài rồi, vậy là cái này là cái mạch máu ở đây nè. Nhưng mà cô không cho thi, cô chỉ nãy nghe nhiều bạn hỏi thì cô nói thôi. Đây nè, đây có cái mạch máu dưới trong góc cột bên này nè,
có hai ba con dẹp lép đây nè. Rồi bây giờ vấn đề của cô là cô muốn nói ở đây cái con mà dẹp dẹp như vậy hay là cái nhân hình tròn tròn trong một cái tế bào đang vuông vuông như thế này thì nó là tế bào nang tuyến, nó cứ đậm đậm như vậy nè, nhỏ nhỏ nhiều nhiều như vậy đó thì nó là tế bào nang tuyến đó, tùm lum tà la hết trơn này là nguyên một nồi luôn. Vậy thì tế bào đó là tế bào nang tuyến hết. Cấu trúc mà chỉ ở đây hỏi cấu trúc gì thì cấu trúc này sẽ là nang tuyến giáp, là nguyên cái cục này nè. Còn nếu mà chỉ vô đây hỏi cấu trúc gì, chất keo. Đó là nó nằm ở trong đây nè, chất keo là cái thằng này nè, đó. Ra cái màu hơi xám xám xíu đó. Còn ở đây thấy con tế bào này ít hơn, bự hơn, nhạt màu hơn. So với 4, 5 con này thì con này là con tế bào cận nang. Ít hơn, lớn hơn, nhạt màu hơn đó. Thì nguyên đây nữa nè, một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con gì đó. Thì ở đây cái vị trí của tế bào nang tuyến bắt buộc phải nằm trên thành của cái nang tuyến giáp, cho nên hỏi tế bào gì, tế bào nang tuyến, cấu trúc gì, nang tuyến giáp, cơ quan gì, tuyến giáp. Nhưng hỏi tế bào gì thì ở đây sẽ là tế bào cận nang. Vậy thì tế bào nang tuyến nó nằm trên thành của nang tuyến thì không có gì để bàn cãi. Còn tế bào cận nang này nằm đâu? Vẫn nằm trên thành của nang tuyến và xen kẽ với những con tế bào nang tuyến là vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai, anh có thể nằm lọt ra ngoài chỗ mô liên kết này. Và trong mô liên kết này có thể nằm một mình hoặc có thể nằm thành một tác như vậy, kệ nó. Chứ mình không có thi lý thuyết nên mình không quan tâm. Nhưng khi mà thi thực hành thì chỉ cái con bự, nhạt, ít thì con đó là con tế bào cận nang. Này, nè, nè, nó nằm ở ngoài rồi. Cái thành của cái ống bên đây nè, của cái nang bên đây nè, rồi của cái nang bên đây nè. Đó, con ông này cũng nằm ngoài rồi, nằm một mình nằm thôi. Còn cái mạch máu nè, rất là khó để nhìn luôn các bạn này. Còn lại đây nè, rất là khó nghe, nhìn mà chớp rồi nhá. Không biết con tế bào này là nằm trong đây hay là con tế bào nội mô luôn á. Có đùa. Rồi, cái này chỉ là ôn lại thôi, để nhìn cho nó quen thôi à. Nha, cận nang nè. Còn lại mấy cái thằng mà chớp ba nhán này là đang tiến không đó. Đây là mạch máu rồi nè. Tại vì tế bào dẹt dẹt này nằm ngoài rồi, còn tế bào đang tiến nằm trong đây. Rồi, cái tuyến giáp của cô vậy là cô xong rồi đó. Da. Cái da này nó biểu gì? Là bài biểu mô học rồi đó. Còn này là chân bì. Cái này là hạ bì. Tại sao biết? Tại vì hạ bì có nhiều tuyến mồ hôi. Còn chân bì thì sẽ có năng lòng tuyến bã. Nhưng cái da này là da dày. Cái da này là da dày, tại vì bạn thấy lớp bóng lớp sừng đây dày quá. Nếu các bạn thi lớp bóng lớp sừng thì thi cái lam này, ok. Còn cái lam các bạn chụp với cô nãy giờ là không có thi chỗ đó được, tại vì nó là da mỏng. Mà cái da mỏng thì tức là cái da có lông, thì ở trên mặt mình nè là đang có lông. Mà có lông á, thì nó có cái nang lông, có cái tuyến bã. Cho nên khi mình nặng bụng á, thì nó sẽ đi theo đường chân lông nó đi ra ngoài. Thì như vậy ở chỗ nào có lông thì nó mới có tuyến bã. Đây, nếu mà hoạt động nhiều hay là ít là chuyện khác. Vậy thì ở đây tuyến bã nếu có thì nó sẽ phải nằm ngay khúc này. Nhưng nguyên cái hình này không có cái nào hết. Lý do đây là da dày, cho nên không có năng lọc tuyến bã. Mà đã là dày thì thằng này rất dễ nhìn. Rồi mình qua đây là da mỏng. Nè,
biểu bì nó rất là mỏng. Vì thì ở đây mình không thể phân được lớp bóng lớp sừng gì ở đây hết. Ở đây nếu mà mình không bự lên mình thấy nè, lớp này là lớp đáy nè, rồi lớp gai nè, đó. Rồi tới cái lớp hạt, rồi lớp bóng lớp sừng nhìn cực kỳ khó luôn, cho nên mình sẽ không nói nó. Mà mình chỉ biết đây là biểu bì nè, xong xuống đây là chân bì nè, tại vì nó có cái năng lông, cái trứng bã nè, còn đây là hạ bì, tại vì tôi thấy mỡ, tôi thấy thiếu mồ hôi. Nhưng thi thì không có được nói, biểu bì, chân bì, hạ bì là không có được nói. Biểu bì thì phải nói giống bài biểu môn, lớp đáy, lớp gai, lớp hạt, lớp bóng, lớp sừng. Còn chân bì thì chỉ thi cái gì? Năng lông, tuyến bã, tế bào sinh sản, tế bào tuyến bã. Còn hạ bì mình thì chỉ thi mỡ, tuyến mồ hôi, chỉ thấy thần kinh basili. Cho nên là, thi không có đáp án biểu bì, chân bì và hạ bì đâu nha. Rồi bây giờ biểu bì, bài biểu bì này là bài cũ rồi. Thì đây nè, lớp đáy, lớp gai, lớp hạt, lớp bóng, lớp sừng là bài biểu môn mình đã học diễn rồi. Bây giờ chỉ có mình ôn lại là mình nhớ coi ở đây là tế bào gì? Hình khối vuông. Còn tế bào ở đây là tế bào hình đa diện. Còn tế bào ở đây là tế bào lát. Trên đây thì sẽ không có hỏi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ có cái hình này. Hình này là cái da mỏng. Cái này da dày cho nên cái này dày quá trời đi. Còn cái này là da mỏng. Da mỏng mình thì mình sẽ có cái lớp này nè, là lớp đáy. Đó. Còn lớp này là lớp dài. Còn cái lớp hạt mình không bự nó lên nè, đậm đậm có chút xíu ở đây nè. Còn bóng đây sừng đây nè, nhìn không nổi đâu. Cho nên cái này là mình để mình thi lớp đáy với lớp gai thôi. Cái xong dưới này là mình thi năng lông tuyến bã. Rồi tuyến bã thì tuyến bã này nè là như cô nói hồi nãy là mình cắt dọc. Cái chỗ này nó có cái lông xuống đây, mình cắt dọc cái lông thì ra hình này. Thì tuyến bã nó nằm đây, nó đeo vô cái năng lông, cho nên chất bã, chất nhờn nó đổ vô đây, nặng mụn nó dọn ra phía ngoài này. Thì ở đây mình thấy biểu bì nè, chân bì có chứa năng lông tuyến bã nè, hạ bì có chứa mỡ và tiểu cầu mồ hôi, không phải xuất là tuyến mồ hôi đó. Rồi bây giờ cô phóng bự nó lên là cô đang phóng bự cái thằng này nè nha. Đi ra này, vậy là chỉ ở đây tế bào gì? Tuyến bã, cấu trúc tuyến bã luôn. Tế bào đây là tế bào sinh sản, cấu trúc là tuyến bã và cơ quan là dạ. À, bây giờ cái anh này là cắt ngang cái lông này nè, nó có cái cọng lông đen vuông góc với màn hình của cô, tại vì da nó đang lượn sóng nè, lượn quẹo quẹo quá đó, thấy cái bề mặt nó không, nó lượn lượn tùm lum như nè. Thì cái miếng da này nó đang có cái mặt ở phía sau cái laptop của cô. Vậy thì cái lông này nó đang đâm thẳng từ cái đầu con chuột nó đâm ra ngoài kia, thì cọng lông hiện tại đang nằm song song với mặt bàn. Nếu bạn cho một cái nhát cắt ngang đây mà song song với mặt bàn thì chắc chắn bạn sẽ thu được cái hình hồi nãy. Nhưng do cái này bạn không có cắt song song với mặt bàn mà bạn đang có cái lát cắt vuông góc với mặt bàn, cho nên nó mới ra cái hình này. Đứng được chưa? Vậy thì cái vấn đề của mình là mình thi đây nè. Cái này là lớp đáy, đúng không? Này là lớp đáy. Rồi lên trên đây, cái này cũng là lớp đáy luôn. Vì là lớp gai đây, trên đây hạt cũng thực hiện trên đây. Cho nên hồi nãy bạn mới hỏi cô cái chỗ này là cái gì đó, mạch máu hay cái gì đó. Không phải, chỗ này đang là cái miếng kiến mà thôi. Tưởng tượng nghe chưa? Tại nãy cái hình nãy bạn chụp có thể là nó bị dướng khúc đi thì bạn nghe hiểu lầm. Thì cô kéo xuống, đó. Cái này là miếng kiến thôi, không có cái gì hết. Rồi bây giờ mình đi xuống tới đây. Hình này rất là điển hình luôn, dễ nhớ muốn chết luôn. Có cái hình con thỏ nè. Lúc mà còn thi bằng kính đó, cô nói với anh nếu mà cái đề mà nó cho vô năng lông tuyến bã, lấy con thỏ này ra thi giùm cô. Thì cái này là năng lông, cái này là tuyến bã. Nhưng tuyến bã này phân biệt thêm cho cô tế bào tuyến bã và tế bào sinh sản. Cái thằng này á,
nhìn ba chớp ba nhán nó lộn với cái bài ngày hôm qua nè. Sợi thần kinh có myelin, còn đây là bao bó. Sợi thần kinh đó, sợi thần kinh có myelin hôm qua là có cái vụ mà bao ngoại thần kinh, bao bó thần kinh đó, nhớ không chị Trang? Ừ. Sợi thần kinh có myelin nè, còn này là mô nội thần kinh gì đó, nhiều bạn nhầm lắm. Nhưng mà khi thi đó là các bạn nên coi lại cái cơ quan người ta đã ghi là cái gì. Chứ thưa mình thi kính thì mình hay bị nhầm, tại vì quýnh quán chơi mình không biết cái chỗ nó ghi cái chỗ nào nữa. Nhiều khi nó không có ghi thì nó còn để cái tên ở trên cái lam, quýnh không chạy mình coi nó hơi bị khó. Còn như bây giờ đó là cái đề thi thì là cô để sẵn luôn ở trên đó là cơ quan gì, là cô để sẵn luôn lam già. Rồi cái hình này cô sẽ để cái lam già và cô sẽ chỉ vô ngay đây. Đó, chỉ cái đây cô hỏi là cấu trúc gì thì trả lời cho cô là cô coi lại cái bài nha. Thì để bắt đầu đó, thì cái đề mà cô đã nói như bạn cô ban đầu nè, nó cái lam tinh hoàng là cô để rồi, chị nhìn vô thì thấy nó nổi bật hơn người ta, rồi chữ đỏ nữa, rồi chữ bự nữa, sai không biết sai 20 tới 20 mấy vậy mình chữ bự mình, cho nên nó đập với con mắt mình liền. Còn nếu mà em thi kính em chạy vòng vòng đó, em quên coi trong cái lam, nhiều khi cái lam gì đã hỏi cấu trúc gì cái nó nói năng trứng nguyên thủy không chừng nữa. Thậm chí là cái lam cô để quên, cô để quên, cô quên che cái chữ tinh hoàng đi, nó hỏi cơ quan gì cái nó nói buồn trứng. Chuyện nó cũng bình thường lắm, cô gặp hoài luôn à. Nhưng nói sao nó khùng dữ vậy? Lần nó thi nó cũng là khùng khùng dữ vậy. Vấn đề kỹ năng, chuyện gì nó cũng có thể làm được hết. Rồi nhớ nha, nếu mà vô khi không có cái chữ này thì là người ta hỏi cơ quan gì. Còn đã thấy cái này rồi thì lưu ý. Mà cái lam này tự nhiên cô đưa cái lam này lên, nó là tại vì mấy đứa thi mấy đứa bị luôn đó, mấy đứa kể cô nghe. Nó cái hình đẹp lắm cô ơi. Mà nó hỏi là cấu trúc gì, con nói là tinh bào. Em mất điểm đó, còn có 9 điểm đó. Để 9 điểm là còn A không? Còn gì được rồi, mất cái gì nữa. Tham lam. Tham lam. Để cho người khác thì nó có điểm gì chứ. Đọc đây 10 điểm đó. Rồi, chỉ thì cô giải về cái này là năng lòng tiếng bản nha. Nhớ từ cô cái hình phóng bực lên thôi, không có gì. Mình giống cởi cái ngựa hơn. Còn mấy tiếng mồ hôi nữa. Tiếng mồ hôi, cái tiếng mồ hôi này nó rối rắm lắm. Cái này nè, nguyên một cái về này nè là tiếng mồ hôi hết. Mấy cái phanh phanh đó đó, mấy cái phanh này nè là tiếng mồ hôi hết. Chú cô sẽ phóng bự lên cho các bạn coi. Cái này là cái lam khác. Cái lam này thì nó quá đẹp ở cái chỗ năng lâm tuyến bạc dọc hồi nãy, nhưng mà cái đám tuyến mồ hôi này là hơi bị nhức đầu. Nhìn đây có thấy con vuông con tròn gì đâu, nhưng mà cái này bắt buộc phải thuộc lòng. Mà cái lam này nè thì là ok hơn đó, cái đoạn này là ok hơn. Mà thực ra nó ok thì cô cũng phải photoshop hết cục hai cục nè, photoshop cái cục này nè. Ít có khi nào mà bạn kiếm được một cái con tròn bình bằng gì đó. Cái bằng chứng đây nè, ở phía trên nè bạn thấy không? Ở đây cô chia làm hai ống bài xuất biểu mô buông tần, tiểu cầu mồ hôi biểu mô buông đơn, đó là lý thuyết. Học lý thuyết, thi lý thuyết thì phải trả lời đúng như vậy cho cô. Còn bây giờ thực hành là không có bắt buộc. Phân là dẫn phân ra, để các bạn thấy cái này là hai hàng rõ ràng nè. Còn cái này là một hàng đúng không? Nó là như vậy đó, nó về nguyên tắc nó là như vậy. Nhưng mà trên thực tế các bạn thấy cái chỗ này nè, bạn biết một tầng hay hai tầng giáp liền. Cái này một tầng đúng không? Cái này tới ba tầng, phải không? Rồi ở đây nữa, cái này cũng là một tầng nè, nhưng mà nhìn ổ sao nó hơi méo méo thì thôi kệ nó đi nha. Còn cái này một tầng, nhưng mà cái đám này đi bạn cũng biết mấy tầng nữa. Cái chỗ này nó ngay cái eo. Còn mà vô bên đây thì là bạn thấy có chỗ nào được một tầng đâu, hai ba tầng không à. Nhưng trên thực tế thằng này là chỉ có một tầng mà thôi. Rồi bây giờ mình đi tiếp.
cái thằng này là cũng có một tầng thôi nè, là biểu mô muôn đơn á. Chỗ này là chính xác nè, biểu mô muôn đơn. Nhưng chỗ này mấy tầng các bạn? Chục tầng. Quá nhiều. Thằng này là biểu mô muôn đơn đó. Nhưng nếu bây giờ mà kêu các bạn thi nghe, em bây giờ nói chính xác cho cô đi, thằng này là muôn đơn hay muôn tầng, thì các bạn cũng không dám trả lời luôn. Mà thi bằng kính á, mà cô cho bắt buộc phải tìm được cái ống tiểu cầu mồ hôi, thì mấy thầy của em đi kiếm được cái ống này nửa tiếng đồng hồ chưa tìm được đâu. Chưa tìm được cái ống mà nó đẹp để cho tụi em thi đâu. Sẽ ra cái ống mà chớp ba nhát như vậy này là tụi em thi là thôi rồi. Chính vì lẽ đó mà cô nói không cần phải phân biệt. Ê, mấy đứa bay gặp cái này là cho cô một chữ duy nhất, tuyến mồ hôi là xong. Hiểu chưa? Cho nên đừng có tại khôn tách ra cho cái này hai hàng rõ ràng đi. Thì nói đó là tiếng mồ hôi. Ống bài xuất là trật lất ngang, đáp án là không có cái ống nào ở đây hết. Chỉ có cái đáp án là tiếng mồ hôi mà thôi. Còn ở đây thì hai hàng cũng rất là rõ rồi. Thì bây giờ cô giải thích cho các bạn hiểu thêm là lý do tại sao thôi, chứ không có cần nạp vô trong đầu. Bây giờ thí dụ như cô để trên mặt bàn nha. Cô nói nè, bây giờ mấy đứa nhìn ở dưới nhìn lên cho cô, thì thấy hiện tại ở trên đây cô chỉ có một hàng nè, mặt bàn đây nha. Thì ở trên mặt bàn của cô hiện tại bây giờ chỉ có một hàng các ngón tay thôi. Vậy thì khi mà cô cắt gì thì bạn thấy đúng có một hàng, có một hàng duy nhất thôi. Nhưng mà các ngón tay là 4 ngón, 5 ngón, 6 ngón cô không có biết. Nhưng mà cô nói có một hàng thôi đó. Nếu cô cắt như vậy thì bạn thấy à, cái bàn đây rồi, đây là ngón tay thì thấy đúng có một ngón. Nhưng mà đó là với điều kiện cô cắt vuông góc với mặt bàn, cô cắt thẳng đứng vậy. Nhưng nếu bây giờ cô không cắt thẳng đứng mà cô cắt hơi xiên gì một chút nè, cô cắt hơi xiên như vậy một chút, thì bạn thấy là con dao của cô đang trúng mấy cái ngón tay, hai ngón. Thì có phải là nó ra là hai ngón mà nó đang ra cái đáp bụi dụi này nè. Nhưng nếu mà bây giờ cô không có đứng mà không có xiên nữa mà cô lại đi nằm luôn, nếu mà cô nằm luôn vậy thì các bạn ra thấy cô mấy cái ngón tay, 4-5 ngón luôn. Nhưng mà trên thực tế thì nó có xếp thành một hàng thôi. Tôi đang nói là hàng hay là tầng mà, vuông đơn hay vuông tầng mà, thì tôi nói là một hàng hay là hai hàng. Về thực tế có hàng thôi, nhưng tôi cắt gì tôi thấy hàng mà, tôi cắt gì tôi thấy hai hàng, cắt gì tôi thấy 4-5 hàng luôn. Đó là tùy theo nhát cắt. Vậy thì tại sao cái nhát cắt đó nó lại ra như vậy? Tại vì cái tuyến mồ hôi bản thân của nó học lý thuyết là tuyến ống đơn. Ống đơn là như vậy, là tuyến ống đơn cong queo. Cái nó quăng queo tùm lum tà la vậy nè. Nó không phải là khoanh nữa. Ống đơn mà khoanh khoanh như vậy thì mình cắt nó cũng dễ đó. Còn cong queo nè, rồi hốt lại đóng gì đây. Cho nên là khi bạn cắt, càng bạn cắt ngẫu nhiên gì thì có phải cái ống này tròn quay không. Nhưng nếu mà bạn cắt xuống phía dưới này thì nó đang ngay cái chỗ này, là bạn đang cắt ngay đây thì bạn cắt được cái chữ U. Mà nó là cong queo gì thì bạn cắt đâu có chắc chắn là bạn cắt với cô là nó chỉ có ra một cái mặt phẳng đâu. Cái gì ngay đây, cái gì ngay đây, cái gì ngay đây, tùm lắm chứ. Cho nên ra cái hình vậy đó. Thôi đừng có để ý tới nó. Nói chung là tại vì có bạn hỏi cô là cái ống này có phải ống bài xuất không, ống này có phải ống kia không, thì cô trả lời vậy đó nha. Tóm lại tiếng mồ hôi. Còn hỏi tế bào gì là tế bào hình khối vuông. Không thấy nó là cái hình gì chứ cũng vẫn phải nói là hình là khối vuông dùm cho cô. Cái tiểu thể thần kinh Meissner tầm đây. Nhưng cái này gọi là cái xấu. Nếu cô cho thi là cô không có cho thi cái đó, mà cô cho cái trong sách á. Còn cái này là tiểu thể thần kinh Meissner, còn cái này là tuyến mồ hôi nè. Tiểu thể thần kinh Meissner thi của Trần nè. Rồi, có điều cái thằng này là nó nằm xuống ở trên biểu bì, xong rồi xuống đây là chân bì. Thì cái thằng mà chui vô trong đây là nhú chân bì, còn cái thằng mà đi xuống tuốt ở phía dưới, đi tuốt ở dưới này nữa nè, thì thằng đó là hạ bì. Mà hạ bì là Bassini. Nhiều khi mình học là mình không có chụp thấy nó mình sẽ quên. Thì bây giờ mình rùa rắn để may mình nhớ như là trong bảng chữ cái ABC thì chữ M trước, đứng trước hay chữ V đứng trước? Chữ M.
M đứng trước, vậy là nó túi ở trên, mình đang đi từ trên xuống mà. Thì M đứng trước thì nó nằm ở trên. Còn chữ V đứng ở dưới là túi với hạ túi dưới. Rồi xong nha. Hợp lý. Rồi bây giờ tới cái thằng này là cũng khá chi là đủ bu đi. Rồi. Nó vậy. Đấy chưa hợp á. Cái này á là bắt buộc là phải thuộc lý thuyết. Đầu tiên là phế quản gian tiểu thùy. Xong rồi tiểu quản chính thức. Tới tiểu quản tận, tiểu quản hô hấp. Ống phế nang. Phế nang. Cái này là học lý thuyết rồi. Bắt buộc là phải thuộc. Tại vì không thuộc như hồi nãy như hỏi là không có biết đường trả lời. Cái cô dặn cho các bạn ở đây là ở đây không có chữ tiểu, còn lại bắt buộc phải có chữ tiểu hết. Rất nhiều bạn lộn chỗ này nha. Rồi bây giờ cô sẽ nói về hai thằng này. Cô không có nói thằng này nha, cô nói hai thằng bự này thôi nè. Nếu các bạn chụp mà các bạn thấy vòng cơ recession, vòng cơ recession thì chỉ có thể là phế quản nhân tiểu thùy hay là tiểu phế quản chính thức mà thôi. Một trong hai cái đó, không có dính gì cái nội phía sau hết. Rồi bây giờ lòng này thì nhăn nheo, còn phế quản nhân tiểu thùy thì ít nhăn. Đó là nguyên lý. Nhưng nếu hai thằng giáp ranh nhau thì nó cực kỳ lộn xộn. Giống như tưởng tượng như biên giới đi, thì các thằng biên giới đó ở bên Campuchia nó cũng nói được tiếng Việt, mà các thằng Việt Nam bên đây nó cũng nói được tiếng Campuchia, tại vì nó tiếp xúc với nhau hàng ngày. Thì cái này cũng vậy. Cho nên cái chuyện nhăn hay không nhăn chỉ là gợi ý. Còn cái này về lý thuyết thì bắt buộc biểu mô của phế quản nhăn tiểu thùy là biểu mô trụ và tầng long chuyển, cho nên ở đây phải có tế bào đại. Còn thằng này là biểu mô trụ đơn có long chuyển, cho nên không có tế bào đại. Đó là về nguyên lý. Nhưng trên thực tế nhìn không có nổi luôn. Nhìn nó lặng quặng lèo quẹo gì đó, nhìn không ra. Rồi vậy mình bỏ qua luôn. Rồi bây giờ thằng ở trên thì đã có ống tiết, thằng ở dưới thì không có. Cũng chỉ là lý thuyết. Cho nên chốt lại, cái mánh của mình là gì? Thấy vòng cơ recession à, phế quản nhăn tiểu thùy hay tiểu quản chính thức đây. Rồi bây giờ mình đi tìm xung quanh đây, không có một miếng sụn nào hết thì nó là tiểu quản chính thức, còn đây có miếng sụn thì nó là phế quản nhăn tiểu thùy. Vậy thôi. Còn nếu nó có mấy cái yếu cốt gì nữa thì mình chắc ăn, ok. Còn nếu không có thì mình dựa vô cái mảnh sụn này. Rồi bây giờ cái này là biểu mô này nó cao, nó giả tầng mà. Cái xong rồi nó xuống nó trụ nha, rồi nó thấp nữa, thấp nữa. Nó càng đi ống nó càng nhỏ, mà càng nhỏ thì biểu mô nó càng thấp xuống. Thì khi nó thấp xuống thì nó thành vuông. Vậy thì bây giờ hai thằng này nó vuông giống hình, mà nó có hoặc không có lông luôn nè. Có lông hay là không có lông mà biểu mô vuông đơn luôn, mà cơ nó không có vòng cơ recession, cho nên mấy cái cô kể nãy giờ nó giống hình với thằng kia rồi. Hai thằng này nó giống nhau quá đi. Cho nên bây giờ mình đi tìm vòng cơ đầu tiên. Nếu có vòng cơ liệt hai thằng lớn, nhìn vòng cơ coi không có nha, và ba cộng thôi. Vậy thì không biết thằng này hay thằng này. Mà hai thằng này biểu mô giống nhau thì vô phương phân biệt. Cho nên cô trò mình mới thỏa thuận với nhau rằng nếu cô cho thi thằng tiểu thư quan tận thì cô sẽ cho cái phanh cắt ngang, nhưng không có cho cái phanh cắt dọc. Phanh cắt dọc là vô phương phân biệt. Còn cái thằng này là phanh này là mình cho cắt hơi dọc dọc, cho nên mình thấy nó có cái chỗ để mà nó đổ ra ngoài này thì nó là tiểu quản hô hấp. Còn nếu nó bích dịch như vậy là coi như đậm rồi, không có đi đâu được nữa hết. Đó là mình nói chơi thôi. Anh này tới đây là không có đi đâu được nữa là tận rồi, thì thằng này là tiểu quản tận. Còn này còn đường đi nữa, đó là đi ra ống phế nang thì tiểu quản là hô hấp. Cái động mạch phổi này thì bây giờ lưu ý cho cô.
động mạch nó luôn luôn được lập bởi biểu mô lát đơn, cho nên ở đây nó phải lát. Còn thằng này là biểu mô vuông đơn hay là trụ đơn gì đó thì cá nhân phải tròn 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 tròn, đó là sự khác biệt. Nó học tới cái bài gan, cái bài tụy, bài chứa nước bọt cũng phải dựa trên nguyên tắc này. Nếu nói đến động mạch thì nó phải có biểu mô lát đơn, còn lại không phải thì nó là ống phải xuất hay là ống phế quản hay cái gì đó không biết, thì đó là biểu mô vuông đơn hay là trụ đơn. Thì mình nhìn đây mình phát hiện ra. Bây giờ cái hình này là cô đã gửi cho các bạn. Mình sẽ có cái vòng cơ recession rất là rõ. Nè, vòng cơ recession này. Đó. Thì cái vòng cơ này mình thấy nó có cái miếng sụn. Tế bào sụn nằm trong ổ sụn giống như cái khí quản của mình vậy đó. Vậy thì có sụn như vậy là phế quản nhang tiểu thùy. Đó. Xong rồi bây giờ cô phóng cái này là cô phóng bự nó lên thôi. Phóng bự lên hồi nãy đó. Đó ra. Rồi. Hồi nãy các bạn hỏi cô là mình thi cái hình này hay là cái hình trong sách. Thì thực ra cái sách cũ của cô ra cái hình này. Rồi sách mới hình như cô đổi hình đó. Thì cái nào nó cũng vậy. Cái nào nó cũng có vòng cơ recession. Cái nào cũng có lòng nhăn nhăn. Cái nào cũng không có sụn thì nó chính là phế quản tiểu, phế quản chính thức. Giờ hình nào thì nó cũng vậy thôi. Rồi xong ha. Cô không hỏi vòng cơ recession hay biểu mô trụ đơn của lông chuyển, mà chỉ ở đây hoặc chỉ ở đây đều hỏi cấu trúc gì, trả lời một câu duy nhất: tiểu phế quản chính thức. Còn cái thằng hồi nãy không có cần chỉ vô sụn hay là biểu mô hay là vòng cơ chân á, chỉ chỗ nào không biết mà chỉ vô đây cũng được luôn, cấu trúc gì phế quản nhang tiểu thùy là xong. Còn cái thằng này mình thấy có vòng cơ recession không, nè nhìn phía ngoài coi không có cái vòng cơ recession luôn, vậy thì thằng này là tận hay là hô hấp? Tận. Tiểu phế quản tận đó. Còn cái thằng này là phế nang. Rồi thằng này là tiểu phế quản tận. Rồi tế bào ở đây là tế bào hình khối vuông. Rồi cái thằng này nó còn đổ vô trong ống phế nang nữa thì thằng này chắc chắn phải là tiểu quản hô hấp. Rồi cái thằng này là ống phế nang. Thì hồi nãy các bạn á trả lời cô cái này cái gì, phế nang lấy gì, phế nang lấy gì, phế nang lấy gì, phế nang. Vậy cấu trúc này là cái gì? Ống thụ. Nó là một cái ống, nó đeo toàn bộ các phế nang vô, không cần phải lăn tăn chân. Ống này là ống đeo mấy chùm phế nang, tên là ống phế nang. Mà ống phế nang thì bắt buộc phải đổ vô tiểu quản hô hấp. Vậy thôi. Còn cái thằng này là tại cô chặt hơi xiên, cho nên mình sẽ thấy được cái thằng này. Chứ nếu mà cô lựa theo cái chiều dọc của nó, cô chặt đi thì nó sẽ chắc chắn lên trên, nó sẽ có cái ngã ba. Mà trên cái ngã ba đó thì chắc chắn phải là tiểu phế quản tận, giống như cái hình trong sách của mình. Rồi còn cái này thì các bạn thấy nè, phế nang thì cái này là ống phế nang, đây là ống phế nang. Rồi tới đây mình thấy nó đậm màu hơn không? Chỗ này là đậm hơn nè, đậm 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 đâu đây nè. Thì tới đây là biểu mô khác. Vậy này cái phế bào 1, phế bào 2 là nó dẹp lép à. Còn cái thằng này là tế bào khối vuông. Vậy thì ông này là tiểu phế quản hô hấp, ông này là ống phế nang. Rồi. Còn mấy thằng này là phế nang. Rồi cái ông này là cái gì cô chưa biết, nhưng mà cô để cho vào phân biệt. Cái thằng này là mình thấy nè, dẹp lép, dẹp lép, dẹp lép, mà quá dễ bởi có những con hồng cầu. Thì này là động mạch phổi. Còn bên đây cái gì cô không biết nha, nhưng cô nhìn thấy lục cục lòn lòn đen đen quá trời luôn nè. Cô đếm được nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cục tròn tròn là nhân của một cái tế bào hình khối vuông hay hình trụ gì đó cô không biết, nhưng mà nó phải là cái ống phế nang, cái ống phế quản, cái ống gì đó không biết nữa. Mà phế quản gì thì cô chưa nói, nhưng chắc chắn nó là một cái hệ khác rồi. Còn cái hệ này nè, đó tế bào nội mô quá trời luôn rồi, mặt có máu me nữa, thì này là động mạch phổi rồi, không có bàn cãi. Chỉ để đây để so sánh cái thành của động mạch với cái thành của một cái ống phế quản nào đó. Chỉ bây giờ mình nhìn cái này là vòng cơ recession nè, quá rõ luôn. Vậy thì nếu thấy cái vòng cơ recession như vậy thì thằng này là tiểu quản chính thức hay là phế quản nhang tiểu thùy, chỉ hàng đó thôi. Vậy bây giờ mình phóng bự nó lên, mình coi mình có thấy sụn xiết gì không, xung quanh này có sụn không?
Không, vậy thằng này là dòng chéo bằng chữ thích. Rồi, cái hình này có bạn lăn tăn chỗ này. Bây giờ làm sao phân biệt được? Khó thiệt. Nhưng bây giờ cô sẽ đi từ dưới này lên. Phế nang thì ở đây là sẽ là ống. Phế nang chắc chắn vô đây phải đổi tên. Tiểu quản. Hô hấp. Vì đây là ống phế nang thì vô đây sẽ phải là tiểu quản hô hấp. Vì ở tiểu quản hô hấp hai nhánh này sẽ được chia ra từ tiểu phế quản tận. Cho nên trong sách Google đang để đây là tiểu quản tận. Nhưng nãy giờ thì không thấy các bạn hỏi. Nhưng có một số bạn sẽ chụp giống như vậy. Nhưng cái đoạn trên này nè là cơ recession rất rõ rồi, biểu mô này nó nhăn nheo luôn. Thì trường hợp đó là nó rất khó. Trừ trường hợp bạn nào mà có cầm cái hình đó đem đến hỏi thì cô sẽ giải thích. Chứ cô sẽ không nói chung ở đây nhức đầu với bạn. Tại vì hình đó mình không có thiền. Rồi bây giờ mình nhìn coi cái này là cái gì đây. Vòng cơ recession rõ nè. Có sụn không? Không. Lòng nhăn nheo không? Nhăn. Vì đó là gì? Tiểu quản chính thức. Rồi xong cái thằng này đổ vô đây. Vì thằng này là gì? Tiểu quản hô hấp. Còn này? Ống phế nang. Ống phế nang. Xong luôn. Còn cái này là phế nang không nè. Tụi lưng tà la. Rồi cô hết rồi. Để coi còn cái hình nào không? Hết rồi á. Là hết bài luôn rồi đó. Có thắc mắc gì không? Như có biết hơn hôm qua không? Dạ có. Như chịu học hơn hôm qua. Cũng có người còn chơi game nha. Thôi mà được vậy là tốt rồi. Thôi về đi.